Vitamin E Kirkland nâng cao sức khỏe hỗ trợ làm đẹp làn da. Xin chào mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái em thực phẩm chức năng vitamin E của Nhật Kirkland là được nghiên cứu và sản xuất tại Mỹ, thì mang trong mình cái công nghệ tiên tiến bậc nhất của thế giới. Thì đây là một cái sản phẩm mà không chỉ là giúp chúng ta mạnh khỏe toàn diện mà còn làm cho da căng mịn nè, đen hồi cao, đủ độ ẩm nè và không nếp nhăn chỉ sệ. Đây đúng là một cái sản phẩm tuyệt vời cho chị em phụ nữ nè, vô phơi phới tuổi thanh xuân. Thì em kích lan vitamin E này á được làm điều nhờ vào cái công nghệ tuyệt vời của vitamin E, vừa là dinh dưỡng cơ thể cần thiết, vừa có tác dụng chống oxy hóa để làm quá trình chống lão hóa nha mọi người. Thì hơn nữa cái loại vitamin này á, đặc biệt là tốt cho da, nó còn được mệnh danh là giúp cho làn da không tuổi nè, không lão hóa, không nếp nhăn, không thâm nám thì tàn nhang. Thì mọi người á mà còn có bổ sung thêm vitamin E là để cung cấp cho da chúng ta đàn